Bloomberg, Việt Nam bùng nổ trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Nhập khẩu từ Trung Quốc đạt gần 34 tỷ USD, có gì bất thường? Giá thép tăng có thể đẩy giá nhà lên cao. Sài Gòn, giá trái cây Thái tăng gấp đôi. Nông sản rủ nhau lên sàn mùa dịch. Dâu bạch tuộc Nhật Bản giá siêu rẻ được bán đầy chợ mạng. Hà Nội, phát hiện lô nước sát khuẩn tay được làm giả tinh vi, nhìn bằng mắt thường rất khó phân biệt. Sài Gòn, phát hiện hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xử lý nghiêm khắc kênh YouTube chứa nội dung độc hại cho trẻ em. Khánh Hòa, xuất hiện giống bầu lạ, mỗi trái nặng tới 10kg, giá tiền triệu. Quý vị đang theo dõi mục điểm tin kinh tế xã hội ngày 21 tháng 5 của DKN TV. Tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Trang tin BNN Bloomberg của Canada cho biết, trong 2 năm qua, sản xuất điện mặt trời tại Việt Nam đã tăng tới 100 lần. Theo nhóm nghiên cứu năng lượng sạch của Bloomberg, Việt Nam hiện đứng thứ 7 trên thế giới về sản lượng điện mặt trời và trong năm 2020, Việt Nam chỉ đứng sau Mỹ và Trung Quốc về số lượng tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt. Bài viết dẫn lời ông Logan Knox, giám đốc điều hành tại Việt Nam của UPC Renewables, công ty xây dựng trang trại điện gió và năng lượng mặt trời ở châu Á, khẳng định: "Tôi chưa bao giờ thấy một quốc gia nào bùng nổ như vậy về năng lượng mặt trời. Điều đó gần như không thể tin được." Bài viết nhấn mạnh trường hợp của Việt Nam đã cho thấy tín hiệu rằng nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy khả năng tiếp cận năng lượng sạch đang mang lại kết quả. Theo Bloomberg, chính phủ Việt Nam đã chuyển hướng sang năng lượng mặt trời từ một vài năm trước đây khi tình trạng thiếu điện đe dọa làm suy giảm đà phát triển kinh tế. Thưa quý vị, từ đầu năm tới nay, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc của Việt Nam tăng đột biến tới 52% so với cùng kỳ năm 2020. Tính ra, mỗi ngày kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 280 triệu USD. Vì sao lại có mức tăng vọt này? Các chuyên gia cảnh báo, Việt Nam cẩn trọng với nguy cơ trở thành nơi rửa xuất xứ hàng hóa của Trung Quốc. Mỗi ngày nhập 280 triệu USD hàng Trung Quốc. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm nay là gần 34 tỷ USD, tăng tới gần 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm khoảng 33% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay. Bình quân mỗi ngày, Việt Nam chi hơn 280 triệu USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Đây là mức tăng đột biến và cao nhất so với mức nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác vào Việt Nam. Các nhóm mặt hàng được nhập khẩu nhiều là máy móc, thiết bị và phụ tùng. Tiếp theo là nhóm máy tính và sản phẩm điện tử. Lâu nay, với nhóm hàng hóa này, Việt Nam vẫn nhập khẩu nhiều nhất từ Hàn Quốc vào quý 1 năm nay, lần đầu tiên thị trường Trung Quốc vươn lên đứng đầu. Trong các đối tác thương mại, Việt Nam thâm hụt thương mại lớn nhất với Trung Quốc và Hàn Quốc. Thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc diễn ra gần 10 năm. Nhiều loại hàng hóa, nguyên liệu đầu vào sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc. Tiêu biểu như vải, da giày, thiết bị điện, sắt thép đến linh kiện cho ngành ô tô, xe máy. Rửa xuất xứ hàng hóa Trung Quốc. Lâu nay, Trung Quốc vẫn là một trong những thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trước đây, khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung căng thẳng, nhiều mặt hàng Trung Quốc được nhập khẩu mạnh vào Việt Nam. Cơ quan chức năng cũng khởi tố nhiều vụ án doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm rửa xuất xứ hàng hóa trước khi tái xuất khẩu. Hàng hóa từ Trung Quốc có thể chuyển hướng sang Việt Nam nhằm tiêu thụ với giá rẻ, thậm chí gắn mác xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ. Với gần 34 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, thì quốc gia láng giềng này đã chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đạt 16,3 tỷ USD. Với kết quả này, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc hơn 17,6 tỷ USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm 2020. Tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài chính cho rằng, cả nhập khẩu và xuất khẩu tăng trở lại cho thấy kinh tế có dấu hiệu lạc quan. Nhập khẩu tăng có thể do nhu cầu tiêu dùng và đầu tư trong nước tăng, đồng thời xuất khẩu cũng tăng nên có nhu cầu nhập khẩu linh kiện, nguyên vật liệu. Mặt khác, doanh nghiệp Việt Nam có thể nhập mặt hàng linh kiện về để lắp ráp rồi xuất khẩu. Thời gian qua, các doanh nghiệp xây dựng bất động sản không khỏi bất ngờ trước tình trạng giá nguyên vật liệu xây dựng tăng phi mã, gây ảnh hưởng đến nhiều nhà thầu và các chủ đầu tư. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, giá thép bán ra của nhiều doanh nghiệp sản xuất đã tăng hơn 1 triệu đồng một tấn. Ước tính, giá thép hiện nay tăng khoảng 45% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, giá xi măng cũng tăng từ 30 đến 50 nghìn đồng một tấn, giá cát tăng gần gấp 2 lần. Trước tình trạng chi phí xây dựng tăng lên do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, nhiều chủ đầu tư cho biết sẽ cân nhắc đến việc điều chỉnh giá bán bất động sản.
ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group nhận định, khi thị trường thép tăng giá đột ngột, các chủ đầu tư có hai trường hợp cần phải cân nhắc. Thứ nhất là đối với các dự án chưa công bố bán, chưa khởi công và chưa đưa vào kinh doanh thì chủ đầu tư vẫn còn đủ thời gian để điều chỉnh giá bán. Khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, đẩy chi phí xây dựng tăng lên, điều đó bắt buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh giá tăng lên. Nếu dự án mới chỉ bán 50% sản phẩm thì 50% lượng sản phẩm còn lại sẽ được điều chỉnh giá để bù lại khoản chi phí chủ đầu tư đã phải chịu thiệt trước đó. Trường hợp thứ hai, đối với những dự án đang trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư sẽ không thể điều chỉnh giá bán với khách hàng, phải chịu thiệt thòi về lợi nhuận. Bản thân các chủ đầu tư không thể cắt giảm chi phí xây dựng để bảo đảm lợi nhuận bởi điều này ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Còn ông Trần Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh nhận định, giá thép tăng nóng trong thời gian qua ảnh hưởng lớn trong ngành bất động sản. Ông cho biết, việc thép và các vật liệu khác tăng giá sẽ ảnh hưởng giá bán bất động sản. Đây là sự điều tiết bình thường trong cấu thành giá. Tuy nhiên, để ổn định giá nhà, ông kêu gọi các cơ quan chức năng tham gia điều tiết nhằm giảm nhiệt tăng các vật tư xây dựng này. Thưa quý vị, các loại trái cây của Thái như măng cụt, chôm chôm và bòn bon được bán tại các cửa hàng với giá tăng gấp đôi nhưng vẫn hút khách. Do vào vụ sớm, trái cây Thái Lan đang được bán khá nhiều, lấn át hàng Việt cả về lượng và giá. Theo chị Oanh, chủ cửa hàng trái cây trên đường Nguyễn Văn Cử ở quận 5, chôm chôm Thái có hàng 2 tuần nay, trong khi hàng Việt mới bắt đầu vào vụ. Chị Oanh nói, tôi bán mỗi kg chôm chôm Thái giá 80.000 đồng, tăng từ 30 đến 40.000 đồng, nhưng khách vẫn lấy mỗi lần vài cân bởi nhiều người thích ăn hàng đầu mùa. Chị Hoa, tiểu thương ở chợ Bà Triểu, quận Bình Thạnh cũng cho biết, năm nay giá trái cây Thái Lan tăng khá cao, trong đó măng cụt tăng lên từ 120 đến 140.000 đồng 1 kg, gấp đôi so với năm ngoái. Bòn bon cũng tăng gấp đôi lên 100.000 đồng 1 kg, chôm chôm tăng 30% lên 60.000 đồng 1 kg. Theo thông tin từ đại diện công ty quản lý chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trái cây nhiệt đới về chợ ngày càng nhiều, trong đó hàng Thái đang có giá cao nhất. Năm nay sức mua giảm nên lượng hàng về chợ cũng giảm hơn so với mọi năm. Lý giải giá trái cây Thái tăng cao, tiểu thương tại các chợ cho biết do hàng Thái vào vụ sớm hơn so với hàng Việt nên giá cao. Thêm vào đó, năm nay trái cây Thái không về nhiều như mọi năm nên đắt đỏ. Trong khi trái cây Thái Lan giá cao ngất ngưởng thì một số trái cây Việt cùng loại bắt đầu vào vụ nhưng giá thấp hơn nhiều. Chị Thanh, chủ cửa hàng trái cây trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp cho rằng trái cây Việt không có chi phí nhập khẩu nên giá rẻ hơn. Tuy nhiên hàng Việt mẫu mã thiếu đồng đều và đang đầu mùa nên độ ngon kém hơn so với hàng chính vụ của Thái Lan. Vì vậy, trái cây Việt không hút được khách hàng. Theo dự báo của chị Thanh, giá trái cây Thái có thể sẽ hạ nhiệt trong vài tuần tới khi hàng Việt vào chính vụ, nguồn cung dồi dào. Thưa quý vị, dịch COVID-19 bùng phát đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng của nhiều người, từ mua hàng trực tiếp sang mua hàng online. Các doanh nghiệp nông sản cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường để tìm ra cánh cửa tiêu thụ mới. Thời điểm này bắt đầu bước vào vụ thu hoạch chính của nhiều loại trái cây ở miền Bắc như dưa hấu, dứa, vải, mận, xoài. Đặc điểm chung của các loại nông sản này là thời vụ ngắn, sản lượng nhiều nên áp lực tiêu thụ rất lớn. Thực tế trước đó, khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều địa phương đã lúng túng trong việc tiêu thụ nông sản, dẫn tới tình trạng dư thừa, cần giải cứu. Chính vì thế, hiện tại, các địa phương đã chủ động đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử nhằm giảm áp lực lên kênh tiêu thụ truyền thống. Mới đây, tỉnh Hải Dương đã đưa sản phẩm vải Thanh Hà lên 4 sàn thương mại điện tử trong nước và 1 sàn thương mại điện tử quốc tế. Từ ngày 14 tháng 5, vải thiều Thanh Hà, Hải Dương đã chính thức được mở bán trên sàn thương mại điện tử Lazada với cam kết về chất lượng, an toàn thực phẩm. Tổng Giám đốc Lazada Việt Nam James Dong cho biết, chỉ sau nửa giờ đăng bán, Lazada đã bán được 4 tấn vải tươi. Điều đó cho thấy tiềm năng khách hàng của sản phẩm là rất lớn. Mới đây, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cho biết, sản lượng vải thiều của Bắc Giang năm 2021 là 180.000 tấn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bên cạnh kênh tiêu thụ truyền thống, người dân và doanh nghiệp trong tỉnh cũng sẽ tập trung chào bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Có thể khẳng định, việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử hiện nay là hợp xu hướng tiêu dùng, mở ra cánh cửa mới cho nông sản trong bối cảnh đại dịch. Thông qua các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendo, các nhà sản xuất, doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, cơ hội lựa chọn thị trường và đối tác xuất khẩu, không phải qua trung gian, giảm thiểu tình trạng bị ép giá, nâng sức cạnh tranh cho hàng hóa. Bạch tuộc là loại hải sản ưa thích của nhiều người vì thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng và có thể dùng để chế biến được nhiều món. Dầu bạch tuộc chắc thịt, ngọt, giòn sần sật, thích hợp để thả lẩu hay là nướng giòn. Thông thường, giá cho mỗi kg dầu bạch tuộc Nhật Bản nhập khẩu chính ngạch là 800.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, trên chợ mạng,
nhiều tiểu thương lại rao bán dâu bạch tuộc khổng lồ được quảng cáo là hàng Nhật Bản với giá siêu rẻ, chỉ từ 90.000 đồng 1 kg. Nếu khách mua với số lượng lớn, giá chỉ còn 80.000 đồng 1 kg và được miễn phí vận chuyển đến tận nhà. Tài khoản bán hàng tên Kim Xuyến quảng cáo dâu bạch tuộc nhà chị có nguồn gốc từ Nhật Bản. Giá bán ưu đãi do hàng được nhập theo lô với số lượng lớn, đa phần hàng là hàng đông lạnh. Chia sẻ với Dân Trí, chủ một cửa hàng hải sản ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cửa hàng anh nhập khẩu bạch tuộc Nhật Bản tại thị trường Việt Nam, trong đó dâu bạch tuộc được anh bán ra với giá 800.000 đến 1 triệu đồng 1 kg. Khách có thể kiểm tra thoải mái vì đây là hàng chuẩn, có giấy tờ tem mác đàng hoàng. Anh nói, tôi không biết những người bán dâu bạch tuộc Nhật Bản có giá siêu rẻ nhập hàng từ đâu. Tôi có nhìn trên mạng, thấy hàng này đều không có tem mác rõ ràng nên người mua phải hết sức cẩn thận, tránh tiền mất tật mang. Chị Lương Oanh, một đầu mối hải sản ở Hà Nội cho biết, chị bán dâu bạch tuộc Nhật Bản nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ có giá dưới 500.000 đồng 1 kg. Chị cho hay, giá hải sản lên xuống theo thị trường, có tháng sẽ điều chỉnh vài lần nhưng không đáng kể. Nhưng mặt hàng dâu bạch tuộc tôi bán chưa khi nào có giá dưới 500.000 đồng 1 kg. Còn loại rẻ bán tràn lan ở chợ mạng tầm 100.000 đến 150.000 đồng 1 kg, có thể là hàng Trung Quốc hoặc nhập từ đâu đó chứ không phải từ Nhật Bản. Chị Phương Dung ở Giải Phóng Hà Nội đã đặt 1 kg dâu bạch tuộc về ăn thử. Tuy nhiên không như lời quảng cáo của người bán, hàng chị nhận về không hề có tem mác và được đựng sơ sài trong một túi ni lông. Chị kể, tôi mua 2 kg thì được người bán bớt cho 10.000 đồng là 210.000 đồng. Tôi bỏ một nửa vào xào, còn lại đem nướng, nhưng thấy loại này rất nhạt và tanh, chứ không dai giòn như lời giới thiệu. Đội quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện một lô hàng và thu giữ 15 thùng, tương đương 300 chai nước sát khuẩn tay nhãn hiệu Asirup tại sảnh 1, tòa nhà Hapulico, Thanh Xuân, Hà Nội. Đội quản lý thị trường đã liên lạc với đại diện nhãn hiệu Asirup là công ty dịch vụ và thiết bị y tế an sinh, địa chỉ Hà Đông, Hà Nội để xác định dấu hiệu thật giả của lô hàng đang bị thu giữ. Tại đây, đại diện công ty đã mang một sản phẩm chính hãng do công ty sản xuất để so sánh với sản phẩm bị thu giữ. Theo quan sát bằng mắt thường, các thông số được in trên sản phẩm bị thu giữ tương đối giống với sản phẩm chính hãng. Qua đối chiếu, sản phẩm bị thu giữ có dấu hiệu giả mạo từ chỉ dẫn tên, địa chỉ tổ chức, giả mạo mã số đăng ký lưu hành với sản phẩm Asirup của công ty dịch vụ và thiết bị y tế an sinh. Bên cạnh đó, màu sắc của hai sản phẩm cũng có sự khác nhau. Sản phẩm thật có màu cam nhạt, còn sản phẩm giả mạo có sắc cam đậm nét hơn. Theo khai nhận của chủ lô hàng, họ giao tới chợ thuốc Hapulico, sau đó số hàng này sẽ được đóng gói và vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh. Hiện toàn bộ lô hàng nước sát khuẩn tay Asirup nghi giả mạo này được thu giữ, tiếp tục được xác minh và xử lý. Thưa quý vị, chiều 20 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cục Quản lý thị trường thành phố bất ngờ kiểm tra cửa hàng thời trang ở địa chỉ 65A Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, phát hiện hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ. Chiều cùng ngày, trinh sát phòng cảnh sát kinh tế đã theo dõi chiếc xe hiệu Toyota di chuyển tới cửa hàng ở địa chỉ 65A Huỳnh Văn Bánh. Ngay lúc đó, công an và cục quản lý thị trường kiểm tra chiếc xe và cửa hàng này. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chiếc xe nhận hàng gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ các tỉnh phía Bắc chuyển vào Sài Gòn tới cửa hàng trên. Kiểm tra cửa hàng này, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nhãn hiệu nước ngoài và không có nhãn tiếng Việt theo quy định. Thời điểm kiểm tra, cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của những hàng hóa này. Cục Quản lý Thị trường đã niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nghi vấn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, các cơ quan chức năng của Bộ đang xem xét để xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm của kênh YouTube Timmy TV. Theo đó, Timmy TV là kênh YouTube hướng tới đối tượng người xem chính là trẻ em, nhưng lại đăng tải rất nhiều video rùng rợn, kinh dị, thậm chí cổ suý mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Cục cho biết đã kiểm tra, thẩm định hàng loạt các video có tiêu đề và nội dung ghê rợn như Timmy tiết lộ sự thật về ông già Noel là ác quỷ nuốt chửng hy vọng của trẻ em. Timmy thấy người mẹ thỉnh búp bê Kumatong vì nhớ con, ai ngờ gặp ma ám trong nhà. Cục này cho biết, tinh vi hơn cả, các video này thể hiện bề ngoài là các hình ảnh hoạt hình, nếu chỉ lướt qua sẽ không nhận thấy sự bất thường, nguy cơ độc hại đối với trẻ em. Qua kiểm tra, xác định chủ kênh Timmy TV cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của một công ty truyền thông chuyên sản xuất video giới thiệu các game cho trẻ em. Cục này cho biết đã thu thập thông tin, bằng chứng để xử lý nghiêm hành vi trái pháp luật của chủ kênh Timmy TV, đồng thời sẽ xem xét yêu cầu kênh YouTube gỡ kênh. Kết thúc bản tin kinh tế xã hội hôm nay, mời quý vị tìm hiểu loại bầu lạ nặng tới hơn 10 kg được trồng ở Khánh Hòa.
Năm 2020, công ty thực phẩm Pepsi đã thuê một khoảnh đất ở khu vực xã Vĩnh Trung, Nha Trang để trồng thử nghiệm cây bầu Nhật Bản. Tại đây, doanh nghiệp đã trồng 340 dây bầu trên diện tích hơn 300 m². Ông Paul Edward, giám đốc công ty thực phẩm Pepsi cho biết, kết quả thu về rất tốt, cây bầu Nhật Bản thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Khánh Hòa nên chỉ sau gần 2 tháng gieo trồng, cây đã bắt đầu cho trái. Cụ thể, mỗi dây có thể cho trái liên tục trong vòng 6 tháng. Tổng cộng một vòng đời, một dây bầu cho từ 8 đến 12 trái, mỗi trái nặng từ 9 đến 12 kg. Không những đạt về năng suất, trong điều kiện chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, chất lượng trái bầu to, tròn đều. Sau khi thử nghiệm, tháng 2 năm nay, công ty thực phẩm Pepsi đã liên kết sản xuất giống bầu Nhật Bản tại bản xã. Doanh nghiệp đã thuê 1.600 m² đất gieo 1.600 dây bầu. Đến nay, cây phát triển tốt và bắt đầu ra hoa, đậu quả. Bà Nguyễn Thúy Lan, đại diện công ty thực phẩm Pepsi tại Khánh Hòa cho biết, sau khi thu hoạch bầu, doanh nghiệp sẽ chế biến bằng cách thái thành sợi, sau đó phơi khô rồi đóng gói, một phần bán ra thị trường trong nước, còn phần lớn xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc. Sợi bầu khô được dùng trong chế biến món ăn. Chẳng hạn ở Nhật Bản, sợi bầu được nấu với nước tương và đường, dùng cho món cơm cuộn sushi. Ở Việt Nam, sợi bầu có thể xào tỏi, kho thịt và nấu các món ăn chay. Dự kiến giá bán sợi bầu khô ở thị trường trong nước có thể lên tới 1 triệu đồng 1 kg. Các sản phẩm này phải đạt được các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Ông Paul Edward cho biết thêm, hiện nay sản phẩm từ quả bầu Nhật Bản của công ty rất được ưa chuộng tại thị trường Nhật Bản, Trung Quốc. Thưa quý vị, bản tin kinh tế xã hội chiều 21 tháng 5 của DKN TV đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.